Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong 2 ngày gần đây, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ, trong đó bao gồm có cả thủ đô Hà Nội, phổ biến với trạng thái đó là không mưa. Độ ẩm không khí thì lại giảm xuống. Vào giữa trưa và đầu giờ chiều thì nhiều nơi độ ẩm ở mức là trên dưới 50%. Vì vậy mà cảm giác tương đối khô đã quay trở lại. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên từ chiều tối và đêm ngày hôm nay thì thời tiết sẽ có những chuyển biến với trạng thái đó là trời nhiều mây. Độ ẩm không khí thì cũng sẽ tăng lên và sẽ có mưa rải rác. Trong đó một số nơi sẽ có mưa với lượng là trên 20mm. Nguyên nhân đó là do một khối không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng dần tới nước ta trong đêm ngày hôm nay. Nền nhiệt vì thế mà cũng có xu hướng là sẽ giảm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm sẽ dao động trong khoảng là từ 21 cho đến 23 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Còn tại khu vực các tỉnh miền núi thì nhiệt độ sẽ thấp hơn từ 2 cho đến 4 độ. Ban ngày thì do trời nhiều mây và có mưa nên là ngay cả vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng là từ 27 đến 29 độ, thấp hơn hẳn so với ngày hôm nay. Riêng tại những nơi có địa hình núi cao như là Sapa hay là Mẫu Sơn và Tam Đảo thì nhiệt độ thấp nhất sẽ giữ ở mức đó là 13 đến 16 độ và ban ngày thì xuống dưới 20 độ và trời sẽ rét. Những cơn mưa với lượng lớn trút xuống các tỉnh từ khu vực của Thừa Thiên Huế cho đến Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và cả khu vực của Bình Định trong ngày 18 và ngày 19 đã tạm thời suy giảm về lượng từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên thì do hoạt động của đới gió Đông Bắc nên là đêm nay và ngày mai thì mưa rào và dông sẽ vẫn còn quay trở lại tại đây. Dự báo đợt mưa này ít có khả năng xảy ra lượng mưa lớn như những ngày cuối tuần vừa qua, nhưng mà diện mưa thì sẽ trải khá đều, kéo dài suốt từ khu vực của Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi và xuống đến tận Bình Định. Trong đó, nơi có mưa nhiều hơn cả đó là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Do trời mưa nên là nhiệt độ trong ngày, những ngày tới thì sẽ giảm dần và nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức là từ 27 đến 29 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận thì trời sẽ ít mưa hơn và có lúc giảm mưa hửng nắng nhẹ nên là nhiệt độ sẽ giữ ở mức là 30 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên trời ít mưa hơn, chỉ là những cơn mưa dông rải rác xuất hiện trong thời đoạn ngắn nên là lượng mưa thì không nhiều. Nên nhiệt độ tại đây cũng ít biến động và cao nhất sẽ đạt ở mức là từ 28 cho đến 31 độ. Còn với các tỉnh thành phía Nam, mặc dù đang trong những ngày cuối tháng 10 nhưng mà mưa rào và dông vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt trên khu vực Nam Bộ. Trong đêm nay và chiều tối ngày mai thì mây đối lưu cũng vẫn sẽ phát triển và gây mưa rào và dông. Trong đó mưa tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển miền Tây, đặc biệt đó là khu vực bán đảo Cà Mau bao gồm có các tỉnh như là Bạc Liêu, Cà Mau và cả khu vực của Kiên Giang. Còn từ sáng cho đến trưa thì trời sẽ ít mây và đôi lúc thì còn có nắng nên là nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giữ ở mức đó là từ 30 cho đến 32 độ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai thì gió chuyển sang hướng Đông Bắc với cường độ ở khoảng là cấp 5 ở khu vực của Vịnh Bắc Bộ và có lúc sẽ là cấp 5, cấp 6 trên vùng biển phía Bắc của Biển Đông. Các khu vực khác thì gió cũng mạnh lên đôi chút nhưng mà phổ biến vẫn giữ ở mức đó là cấp 4, cấp 5. Thời tiết chuyển nhiều mây hơn ở vùng ven biển của khu vực Vịnh Bắc Bộ và dọc theo các tỉnh ven biển của Trung Bộ thì có mưa rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống, chỉ còn là từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy, trong 24 giờ tới, các tỉnh miền Bắc trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rải rác do ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Tương tự như vậy thì các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa trên diện rộng. Các tỉnh phía Nam, mưa rào và dông tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Còn riêng tại khu vực miền Tây của Nam Bộ thì cần phải đề phòng với gió giật trong cơn dông. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14 cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. We'll be right back.